Mido à? Đánh Mido thì hơi chán, thì hai thành nó giống nhau, đánh nó nhìn nó hơi chán. Rồi tướng Git, tướng Power à, tướng Supri à, đúng không? Đây 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 đây, khó nghĩ nhỉ. Nice. Dạo này trận này toàn ra thiên thần mà tướng tướng lót hát chứ. Cần tech không? Tech thoải mái đi mình, nếu mà cảm giác có lệch. Nhưng bạn đánh thành gấu được mà. Thành gấu nâng con chủ lực, nhưng mà hôm trước mình thử rồi, thành gấu nâng gấu chả lắm, nâng Cyclops hơn. Nâng cái chim sét xong quay sang nâng Cyclops hơn. Cyclops bèo nhất cũng có 6 đến 8 mỏ, gấu có 2 mỏ thôi, đánh kiểu gì cũng chỉ có 2 mỏ thôi. Đúng rồi. Hai mỏ thôi, mình đánh hai trận toàn hai mỏ à. Đi tìm kịch hết bản đồ rồi ấy. Cả hai trận đều chỉ có hai mỏ thôi. Mai cho xem một trận nữa cũng thành gấu, nâng gấu lên cũng hai mỏ. Thứ tư mới lên được, à, ngày thứ năm mới lên được mặt đất. Tờ giấy hay không đủ. Mình đánh hai trận cây gấu thì lục lục cả cái map cũng chỉ có hai mỏ, thế mới sợ. Cái trận còn 4 á. Thế sao mình đen nhỉ, đánh hai trận chỉ có hai mỏ thôi. Nhưng Cyclops lúc lại cũng 6 đến 8 mỏ. Dễ xây dễ up. So ra thì up Cyclops còn dễ hơn up con gấu ấy. Ở cái bản này quên tách đôi cùng ra cho dễ. Đủ không? 200 không đủ được, không đủ được. Ok, thôi đếch lên tinh thần đã. Hát quá. Cho nên con chủ lực cả cảm giác là nặng đầu. Thì thôi, đánh này cho nó vui chứ còn đánh kia thì mệt lắm.
Rồi, không trả được gì, quay lại. Rồi, xuống đây. Ra đây 423 460 423 460 sao đấy, con này tướng phép ghi đúng rồi, tướng Scree mà. Ok nãy giờ con ghi tao con tướng Scree đấy, tướng Spawn Skin đấy, nó bảo từ đầu thế bảo là binh con tướng đẹp mà. Scree đẹp phải chứ. Đây 10 282 là 560. 560. Chú về đây 600. Được. Đẹp. Đã bảo là tướng Scree từ đâu mà. Thằng chim ngựa ở bên trên à? Giếng này nước chảy không đủ. Bảy trăm, 140 x 3 là 420.
Thế không đủ của Thành à? Lấy cái bóc này. Thế không đủ của Thành rồi. Thôi bà, kệ cứ đánh đi. Xem nào. 600 344 không đủ. Đo 300. Ăn cái này 300 không đủ. Quá là đo. Chào bạn nào với anh em nhé. Ừ, chào bạn nhé, chết rồi, xếp cung ở dưới. Ơ sao con AI dùng... À ừ, đúng rồi, quên mất. Mình dùng đo xong dùng fly luôn rồi. Thôi không sao. Bên kia có giếng rồi. Con Nam mình đánh với ai đây? Ấy, mình đang bắn chơi với Minh. Nice. Từng phép thành từng ấy đọc được mà, từng phép có bao giờ bị ban ấy đâu. Ban cấm đâu, chỉ có từng chiến thôi. Chỉ có từng chiến là bị cấm thôi. Mấy con từng chiến. Một nước lại có lửa. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn thế thì chơi cái gì. Lót con này. Ui. Chán thế. Cái nó gì đó thế. Gì mà nó thế.
xem nào, 200 mana không đủ, 25 mana chỉ đủ hồi thành thôi, chả đủ dùng cái gì cả. Fly xuống đây lấy cái này cũng được, fly xuống đây lấy cái này rồi đo tiếp cũng được. Gì gần đây nhỉ? Tôi ăn một đá đi. À, bách nhỉ, ngon. Có bách thôi à? Sao mình nhìn tưởng hot chứ? Nhìn nhầm thế là thành hot ạ. Thôi hỏng rồi. Bóc thế, chuyện này chả thấy bóc mấy. Một này, hai này. Này thì cao quá. Bóc này cũng được này. Lót vịt. Lót vịt. Bây giờ bao nhiêu mana? 40. Hồi thành 32. 50 không đủ. Đúng rồi, mana làm cái gì bây giờ nhỉ? Muốn đo mà hồi thành. Lót con này.
What? Lại đỡ tay dùng phép. Thôi quên rồi. Này lên đúng. Đã thứ bảy nhanh thế. Đã xây con này đúng. Thôi, không sao. Đầu tuần sẽ stable cũng được, quên mất.
Nhầm thành rồi. Xem nào. Đo 20, 24 đủ. Nhầm thành. Tưởng nó là chỗ này, nó là bên này cơ. Đây, mấy thằng ngay rồi. Chơi đi mai cứ lấy thư viện trước này. Lấy thư viện là về đây đo một lần đây. Ngày mai đo từ đây xuống đây được. Từ đây xuống đây, đo ra đây, ăn kiếm này, đo xuống đây. Vẫn không biến thành này. Đưa đo xuống đây, về thành này. Đo xuống đây, chạy xuống đây. Sai.
Ôi, còn có 20. Sáu mươi, ok, thử xuống đây xem nếu không được thì về thành. Đây là 400 này, 600 được. Bảo rồi mà, cây Cyclops an toàn hơn nhiều. Mỏ gấu ít lắm. Cyclops bạn đếm lúc nào cũng phải có 6 đến 8 mỏ. Mà xây Cyclops chỉ cần 20 gỗ 20 đá thôi. Đơn giản không? Và nếu mà nâng cái con quân chủ lực thành này 2 quân ấy thì mình khuyên thật đấy là nên lên Cyclops hay hơn. Nhìn không ngầu á. Nó ném vỡ cả mặt rồi, nhìn không ngầu. Và late game mà không bù cho 20 con gấu mà thay đổi bóng 130 con Cyclops thì bạn nghĩ thế nào? Mỏ Cyclops là một trong mỏ quân chủ lực nhiều nhất mà mình từng thấy. Thật sự nó còn khéo nhiều hơn mỏ ngựa ma. Mạnh không cần nhưng mà phải ngầu. Mà các bạn nó bắn được, nếu mà có archery các thứ, những tướng mà mid các thứ những tinh mà có tướng có archery bắn kinh lắm. Nó nhiều hơn hẳn luôn ấy.
Ui nhiều thế à? Nhiều này. Bảo rồi mình không tin. Ít lắm. Còn ngày ngắn hơn à? Trước đây 470 được. Được. Vẫn có nhiều áp. Từ đây ôi giời, nó vẫn đi trước. Tuần coi như có tận 5 con gấu. Upcaster lên được 7 con gấu. Thế động được rồi. Thế khỏe rồi, 7 gấu như mình cày. Nếu mà mình cày xa lốp một tuần có 2 con ở mỏ, chứ cần caster 2 con ở thành này. Ví dụ 6 mỏ, bèo nhất 6 mỏ là 12 con, 2 con ở à, 14 con thành 16 con. Chứ up lên 16 con upcaster thêm 4 con nữa là 20 con so với 7 con gấu đấy, tương đương cũng xem đúng không? Nó mới sắp ngành. À, mỏ chim sét á, giờ này vẫn chưa cây hết mỏ chim sét á. 50 sáp thì 50 sáp tách 3 con chim sét ra, đặt cần độc chim sét và đánh nó xong mà. Chim sét speed 12 nó hai thân là 14. À thế á? Thế còn mỏ chim gì? Không, nhiều khi thỉnh thoảng có 6 mỏ chim đấy. Hôm trước mình nhớ mình đánh có đánh một trận mà 6 mỏ chim. 6 mỏ chim sét. Thật. Có trận mình nhớ mình đánh được 6 mỏ chim sét cơ. Bình thường là 5. Bình thường mình chỉ mở 5 mỏ là mình cũng chả mở nữa. Nhưng mà có trận mình đánh tự nhiên mình thấy tận 6 mỏ chim sét.
Xem đi từng tí một xem có thấy gì hot không. Không có. Không có. Không có luôn. Năm trăm điểm sao khi bắn cái này nhỉ? Bây giờ hồi thành là Xper 200 mover. Ôi, vừa va vẫn mất hậu. Này. 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 Không đủ rồi, không ăn được rồi. Thử xem ăn được không nào. À nó có chim map. Lên đây cưng. Lên đây cưng. Chưa lên được. Ôi 168 không đủ ạ. Ăn được mỗi cái này. Phí thế. Ơ, thanh nào nhỉ? Thanh này mới đúng chứ. Sẽ mất giá thôi, tôi không sao. Phí thế, thiếu mỗi 32 bộ vờ thôi ạ. Nên còn 14 mana không dùng fly, khả năng đỡ mất đi ít mô vờ. À nhưng mà mất dùng fly thì không dùng được hồi thành. Năm quân này mai đánh cái gì đây? Kiếm này. Đánh con gì bây giờ? Titan đánh được này. Quân mạnh hơn rồi, gom quân rồi, chắc chuẩn bị giam mít rồi. Mày 30 tầm này á. Tầm này phải 50 chim sét hơn. Nếu mà tuần 2 gom được hết chim sét 6 5 mỏ 10 con. 10 con thành cộng thêm 8 con nữa là 18 con, tuần đầu 6 con nữa là 24 con với mỏ. Là gần 30 con xong tuần nữa lại nhân tiếp với phải gần 50 con. Tuần tư chắc chưa nhặt. Hết tuần thứ hai khéo, à hết tuần thứ ba khéo là có được 30 con à. Nếu mà xây cả caster thì đến. Úi giời, lại cả bốc chim ấy. Thế đỉnh ơi. Đang tính xem mà 6 mỏ. À 5 mỏ. 5 mỏ bước sang tuần 4 là có 15 con rồi, 15 con trong thành 3 cộng 5 là 8, 8, 2, 16, 15, 16, 31 con nữa. Đúng rồi, đến tầm đấy thật. Riêng sang tuần 4 nó phải thế. Riêng sang tuần 4 thì nó phải thế. Rồi, có Titan up luôn mà. Moran cái nào? Ui, không lên Moran luôn. Được.
nó lại cắn chết con này rồi, cay thế. Chúi thật đấy. Ui nó đánh thế mà cũng hết hai con hậu luôn ạ. Đỉnh. Hót con này. Ba mốt cái dùng cái này không về thành đúng không? Ôi thôi. Ôi. Thế thì nói chuyện quái gì. Sáu mươi bảy mươi chín set. Bảy mốt con à. Ê, chưa nhặt hết mỏ đúng không? Nếu nhặt hết mỏ chắc chắn là phải hơn. Không, nhặt hết mỏ tuần 2 ấy. Nếu nhặt hết mỏ tuần 2 cộng thêm một bóc 15 thì chắc chắn là phải hơn. Nó phải lên tầm 75 con, bởi vì... Thế đúng rồi. Rõ ràng, thiếu mấy con. Mình đánh chim set nhiều mà. Cái tuần 2 bạn up lên chỉ cần 50 sáp đấy, cần khoảng 15 con chim set lại đánh thoải mái. 12-15 con tách 3 ra đánh thoải mái à. Cầm chó up và làm mấy con phi lên nữa được, trận đất thì chó up speed 9 luôn mà. 50 con chim set đánh thoải mái luôn. Tuần 2 kiểu gì chả phải có, nếu mà nhặt trong thành kiểu gì chả có khoảng 30 con chim set này. 20 con đánh còn tốt. Nếu nhặt đủ thì phải hơn. Nếu mà nói về mốt con mà kể cả bóc chim sét 15 thì chắc chắn tuần 2 bạn không nhặt hết mỏ. Có một mỏ gấu đấy à? Tìm được mỏ thứ hai chưa được mình?
2 rồi ạ. Nó nghe thành mít à? Mà có đấy không? Nghe thành mít là thế nào? Gần thành luôn à? Mình phải vào chờ vào hỏi Minh để cho Minh mải chat thì bạn mất thời gian. Mất thời gian không đánh được ấy. Thời gian Minh bây giờ còn nhiều ấy. 9 phút chả biết nói chuyện gì cho hết 9 phút. Phải dùng mưu hèm kế bẩn thôi. Kiếp tầm này 70 chim xét thì không phải thắng được gì. Có mà đúc thiên thần những trận vừa rồi 80 thiên thần cầm gặp 71 trên chim xét nó vả cũng tắt điện luôn nè. Cái trừ khi thiên thần đông cũng đông. Cầm speed đi trước, xét dây được tầm 40 power, xét dây được ngót ngót nửa chim xét đấy thì đánh solo được. Trận trước nếu mà mua mắc thì được 9 con thiên thần. Hình như là tuần 4 được 9 con thiên thần đúng không? Mà đập nhau 71 con chim sét thì cũng bye bye. Máy ra cơ lông hồi sinh cũng được. Em đi gỡ điểm của người ngoài về với anh em ở đây. Mình ơi đạt vào chuẩn bị phát lương nhé. Vừa gỡ được 2 trận lên 91 điểm thôi. Úi dồi ôi, 20 gấu còn chạy đến cái quân này, 20 quân hậu phải làm cái gì. Mình bảo mình với cái khiên thiên thần free khi mà 20 gấu còn chạy. Thế bây giờ 71 chim thì nó khỏe lắm. Đấy, 71 chim khỏe mà. Mình đang không biết dùng cái bài gì mà chơi đây lanh quanh chưa thấy mấy cái bóc nào. Cần thành mít chưa thấy cái bóc nào, muốn ăn bóc phải đi xa lắm. Cần đánh speed họ cao đi xa lắm. Không thấy mấy, có mỗi cái bóc thì dùng bớp mà. Hai con rồng cần thành này có hai cái bóc thì hai con rồng canh. Ôi coi, đánh phải liều vậy. Nguyên trước đánh cái bóc lý tĩnh tĩnh thế. Ra mít xong không có scouting. Con tướng không lên scouting thì cũng mù luôn. Ô từ mình ở dưới này à? Từ từ nhá. Thôi về thành rồi đã. Khổ thế. Cụ đá. Đánh hết Sider rồi mà cụ đá chậm thế. Điều tiều quá mình ạ. Ôi trận thiên thần lúc anh của. Hả? Trận nữa ấy thua. Đang đánh ngay hết tham thế là buộc phải ngủ giữa đường. Thế là bị úp sọt đấy. Nó đánh nâng quân chủ lực hát quá. Cái đánh này thì còn mình còn dư được khoảng độ 4 đến 5 phút chứ đánh kia thì đúng là không tham nào cho đủ luôn. Sợ thật. Mà cố quick nhiều lắm ấy, cái đoạn về sau là mất nhiều quân lắm nhưng thôi quick hết. Để tại anh cứ tham mấy con. Trời ơi, cứ vào quick hết đi cũng được. Đó, quick, trận đấy quick nhiều mà, đánh mỏ quick nhiều mà. Trận trước quick nhiều chứ, chuyện nào mà mất nhiều quá, ví dụ mất đến 3-40 con thì phải đánh thôi chứ. Có trận đánh quân bắn thì mất nhiều quá, 3-40 con không có quân bo, đánh mỏ naga cái thứ tinh mà. Thì trận đấy mới đánh thôi, còn lại đánh mỏ các thứ đều xếp quân trong quick hết mà. Đánh thành thiên thần với đánh thành titan, nếu mà đánh kiểu xây quân thủ lực phải đánh nhiều lắm. Kể nhiều lắm, khiếp đánh mà quick phải đến 3/4 số trận combat luôn đấy, 3/4 đến 80% ấy, 75-80% ấy. Chứ không cái trận đấy mà xỉa mà giữ được không quick cả có mà đến phải 300 xỉa. Trận đấy còn có chưa đến 100. Mất xỉa thôi. Lưu quay bác thành công bác anh up cái ảnh 600 con BBC. 600 con gì? 600 con BBC ở thằng Phượng ấy. PC á. Nhiều thì đánh bao giờ chết. Nhiều thế chỉ 2 xếp thôi. Thì tính ra có 3 máu được bao nhiêu? 1800. Kể cả bộ máu vào.
là 7 máu cộng thêm 1 phần 4 cộng 1 máu nữa là lên được 8 máu chứ mấy. NPC lên được 8 máu chứ mấy. 8 x 6 48, may ra được 2 set nếu mà có full bộ máu, chứ còn không thì 1 set là đi. Cái tầm cỡ lúc combat power lên 30 rồi thì lúc nào cũng khoảng 1.900-2.300. 600 con nhân vào thì 600 con nếu không có máu thì nhân vào có khoảng 1.800 dam chứ mấy, 1.800 HP chứ mấy. Đúng rồi, mà nó cùi, con đấy cùi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như mà có bộ búa mà chim lửa, cầm chim lửa đi trước ấy, prayer lên thôi, nó lên đấm như thế kéo cái thiên thần cũng có cái con dụng đấy. Nó có khỏe bằng con Nim ở thành cô bé không? Nó cũng thế, con Nim thì cũng 1-2, đam 1-2, hay đam 1-3, thì up rồi mới là 1-3. Con Nim nó khỏe hơn nhưng con Nim kiếm cao hơn, con Nim kiếm cao hơn. Con này bướm này như con là công có 3-3. Đây, công up lên là 3-3, công thủ 3-3. Con Nim là mấy nhỉ? 4-1 à? Con Nim công cao hơn thủ. Mình nhớ thấy 4-1 hay 5-1 gì ấy. Hay 4-2 hay 5-2 ấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà nó cũng kiểu hết, nó cũng máu giấy rồi. Ở đấy, cũng máu giấy, 4 máu. Nhiều hơn PC 1 máu. 400 Nim, à 300... 300 con Big, à 300 con tập không chết được một con. Thì đó hả? Đấy, trận này còn Zambit rồi mà quick combat đấy, mất hết cung này. Corona. Thôi liều vậy, liều ăn nhiều, không có thì có cái nịt. Giờ xem có ăn nhiều không nè. Mất con phượng ở nhà không chết phượng. À ừ nhờ, quên mất. Hay thôi, không đây. Đây. Rồi, vào đứng tay bo, kiểu gì cũng mất hết cung. Thì đành phải mất thôi, chấp nhận. Cầm mấy kiếm giáp rồi nhiều rồi, nó cũng không sợ mấy con này ăn đâu. Mà sao chỉ số thấp nhỉ? Vẫn thấp nhỉ? Chỉ số vẫn thấp đó. Ôi quý vị, ngọc. Chỗ này con đất mình làm gì có đồ gì đâu. Đánh toàn cung không có xỉa, nó không đánh nhà rồng. Cung mà vào à quên thầy rồi đánh thổ lan chết con này. Nào nhỉ? Up dần lên thôi. Đi 2 ngày hết mana. Mai đi kiếm đục con Rolex mới được chứ không bay này cứ 2 ngày hết mana thì không bay xa hơn được. Chỗ này bay hết rồi còn mai xuống đây đánh con này thôi. Lại liều, ăn nhiều. Lại có phi liều nhưng mà lại không được ăn nhiều ấy. Khai quốc công thần nữa bây giờ dụng hết rồi. Mark Man dụng rồi, Zilot cũng dụng rồi. Mơ ông khai quốc công thần nó đi hết rồi. Hôm trước có bác nào cầy 120 con Zilot up xong lại vất ở thành mít, thêm mình ra mình đấm. Thế thì giỏi. Gần đấy mà thế nên đánh đánh vỗ quân thủ thành của bác ấy thôi mà thấy mệt rồi. À lại nói nhớ ra, con tướng của mình là con tướng phép, con Git học được cứ tầm cỡ 71 chim sét mà thành ra là 142 con chim sét lại còn đau đầu nữa. Đánh dễ mà, con chim sét đầu tiên nhá, nào lên phát xong rồi cắn phát xong rồi con được. Xong rồi tí nó làm một quả phân thân là con thứ hai đứng ngay cạnh thì nó cào. Đúng rồi. Đỡ thứ nào mà đỡ được. Thế mới bảo làm sao tính được 142 con chim sét bây giờ. Sang tuần là có thêm bao nhiêu? À, để tính xem mà, sang tuần 5 mỏ, 5 x 3, 15, 15 trong thành là 15 trong thành là 16 con, 31 con, ngày mai lên 102 con. Sao mà về lấy kịp được?
Hả? Chỉ đánh quân. Không, nếu mà đánh thành tốt thôi. Sao muốn thành à, xây cả caster á. Rồi. Tham thế. Đấy là do anh không thấy nhé. Tham thế. Đánh tham thế ai chơi? Ơi, quên mất rồi. Sẽ cầm chim lửa này, chắc là cầm đi đánh mới chết đấy. Bỏ được đi. Ừ, vẫn cũng thổi mày quá. Đím đấy. Nhưng tự thử xem mà. Dùng đen. Thôi đừng. Ghê quá. Luôn. Ôi đừng chạy chạy làm gì. Không, đừng im đấy là được. Đép, đép là được, đép thì sống, chạy là chết. Đép thì sống, chạy chết. Xem là con hậu này đứng ở cuối này, hậu đứng cuối, đúng rồi. Con này vào quýt là không chết nào đứng đây, con này đứng đây. Không, nếu xếp sai là vẫn chết như thường ấy. Mấy con này gần chỉ... Tức là chỉ cần xếp đúng thôi là mình sẽ không chết, đúng không? Anh xếp cửa gì cũng chả chết được. Hả? Xem nào. Sự biết mình cao 700, hơn 700. Đo lắm. Ừ. Thôi, 12. Đam lên. Về áp lên tầm khoảng 100 con hạnh phúc, 100 con thần lửa cũng được. Thôi về. Xây nhà nhà đấy. Đây đang xây dần lên đây. Xây dần lên thôi. Xây luôn cả thành mít anh. Không đủ. Không đủ gỗ đá đâu. Chờ lâu lắm. Bây giờ tạm thời thế này đã. Xây được một thành đã. Muốn xây chim lửa phải mất tuần đấy chứ rồi đâu. Thế thì ở thành mít thì xây city đồ với cả gì lên thôi. Đo lên trên đánh anh. Bên trên. Họ đi từ dưới lên mà đúng không? À, bên trên mình chưa nhìn gì. Cứ cái nhìn thấy mình phải ăn trước đã. Bổ sung đã. Power chỉ số các kiểu tăng dần lên cho nó khỏe dần đã. Nên chiếm thành bên trên có gì. Ui dồi ôi, đã 30 công rồi còn. Gấu phá giáp nữa. Giáp kia trừ, trừ 80, à, trừ 80% là coi như chỉ còn lại 20% thôi. Còn 4 giáp. 30 công công 4 giáp. May ra được cái đi trước thôi. Làm quả basic nhà Minh nhờ. Làm cho chim sếp với gấu tự đấm nhau cho vui. Đúng rồi. Đánh với thành gấu cứ thủ. Làm quả basic. Đây này, lửa đây này. Phép lửa đây này, nhìn chán chưa? Mai basic à? Đeo cái vòng là phải cầm đeo lên. Bởi vì là cái vòng đeo 1 speed, cái nhẫn cộng 1 speed chim sét vào trên đất. Nếu mà trên đất của chim sét nữa là bằng speed chim lửa. Nếu bạn công có lợi yeah. Phải tính thế, chứ còn đeo cái vòng basic quá thì thôi, chim sét đi sau rồi. Chim sét cả... chim sét speed 12. Thì sao để chim sét speed 12. À đâu 11. Con git này, à đây con git này không phải tướng luyện chim sét, quên mất. Ờ thế thì đi sau. Nhưng mà họ giam mít thì nhặt được bóc chim chim lửa áp nhỉ. Wow, thì vui vua. họ ngước xong lại vào, họ nhặt được con chim sữa áp, họ vào úp vào đây phát là thôi tự gờ luôn.
Nói chung với trận này trước khi họ ra mình phải cố kiếm được bóc 100 con hậu thì mới ra mới chơi được. Kháng phép lao và đấm lan, một mình nó chơi tất, cân tất. Hôm trước có đánh cái bác nào cũng tầm một tuần 100 con Vlap. 120 con Zinot, bảy mấy con con gấu gấu à con bò áp vất ở thành mít. Mình cứ lườm mình đâu. Tại đánh thiên thần thì chỉ cần thiên thần đi nó đi được xa hơn được nhiều. Bốn mươi nghìn tiền luôn. Xây cửa để đủ hết rồi, 4.000 tiền qua toàn em Zomit. Già luôn đi chứ, luôn và ngay. Anh lúc nào cũng sẵn sàng rồi. Anh lúc nào cũng sẵn sàng. Đạo quân anh bây giờ mạnh lắm rồi. Bây giờ chỉ chờ đấm nhau thôi, không được đấm nhau thấy ngứa ngáy chân tay à. Hôm nay không được đấm nhau chỉ có ngứa ngáy chân tay chứ. Đánh với mấy ông Tây phải công nhận là mấy ông mới chạy giỏi. Nào cho cái gì có giá trị tí nào. Thằng chỉ số à? Quay cái khiên đúng không? Ôi kìa, thế mà không đi luôn ạ. Thành có thành gì nhỉ? Thành gấu à? Bác này có sợ toàn chim sét với gấu rồi, bác hỏi thành họ thành gì? Đi trò quê. Đừng chấp người già. Đây, mai còn đòi về đây. Nhìn 7 chia 3. Ui dồi ôi, cái này phải vụt thêm 3 lần mới chết được chim sét. Chưa kể gấu. Giá mà slow được như bản Shadow Pet nhỉ. Gấu tụt xuống là còn speed 4 thì may ra mới hạ được hết cái đám. Hôm nay phải 20, gần 20 gấu ấy thì 2 mỏ gấu 12, 13 gấu. Tầm đấy. Tầm 13 gấu. 12 gấu, 11 gấu. Tầm 4 này. Thường thì đúng rồi, 13. Chỉ tầm đấy thôi, bởi vì là tuần nếu mà đã xây chim sét tuần 2 thì xây được 2 thành gấu cũng chưa xây được caster ngay được. 14 gấu bức à? 14 nhân 3 4200 HP, 4200 HP của mình bây giờ là 1700, 4200. 17 3 lần mới đứt
3. Chả thấy bốc biết gì nhờ. Cho cái bốc phải tăng quân lên chứ. Tầm trăm hậu thì chơi được. Ừ, tầm trăm hậu thì khả năng chơi được. Trăm bộ áp. Đúng rồi. Họ mới là từ bộ búa thì thôi, chấm hết. Ừ. Haster ăn gấu lên vùn phát đi luôn. Đấy, kiểu đấy thôi. Quân đã mạnh rồi, nhặt bộ búa lên thì... Không, đang bảo là quân gấu kìa. Đang bảo là Minh có bộ búa ấy, thì coi như chấm hết. Ừ, thì chưa có con hậu thì nhặt bộ búa gì. Chứ không phải là bên này. Bên này nhặt bộ búa. Bên này thì chỉ có nhặt chỉ số mà nữa. Bên... Con hậu chỉ có, trong này chỉ có mỗi hai cái thứ tác dụng nó là đồ cộng speed thế thôi. Con chá có gì con hậu có tác dụng hậu. Cần sót hai con ạ. Đam con hậu cát cho hai con không bằng nhau cơ. Con thì gãy luôn, con thì còn hai. Được xét là tí không có được về nhà luôn. No way home luôn. Xét là không chỉ có đi luôn. No way home luôn. Ôi giời ơi, làm sao giải tán hai con này cho hậu chui đây bây giờ. À thiếu đúng một nước này, phí thế bây giờ cho xuống đây. Lúc ấy đang bỏ em mê theo như thế. Chưa có vòng cộng speed này. À vòng knowledge này. Ta đây là 400. Lót kìa. Tầm mới lót dễ đánh mà có gì đâu. Ông đang nghĩ, đang tính thử có nên lấy chim lửa hay là lấy vòng. Thôi lấy vòng đi. Không lấy chịu chả làm nào nó cả. Bây giờ hết rồi. Ơ sao con này áp cái tốn gì ta? Năm nồi. Đổi. Tiền tài nguyên thiếu gì đâu. Anh đừng đổi đá, tí xây khác. Đổi tiền đấy, 40.000 tiền rồi. Ừ. À ơi này.
Không, nhưng mà quân thành chim lửa cũng đắt phết đấy. Tốn tài nguyên. Ừ. Căn hậu cần cái này nữa. Nồi tía phải đánh cái mỏ sạch lốp. Nhưng mà phải nhiều hậu mới áp, mới có giá chứ. Tiền áp hậu cơ. Nhờ. Ai mấy con nữa. Áp hậu lên đến nhà giống. Nhưng mà sợ họ không cho mình thời gian làm thế thôi. Rồi. Chả ai có cho thời gian mình chăm hậu. Cái mảnh đi cái đường nhặt mỗi cái này xong lại xuống đây nhặt cái này thì nó phí nhỉ. Chợ này nhìn đồ mít nó cứ thưa thưa ấy. Không nhiều đồ có giá trị lắm. Sao mình cứ phải sợi sang 211 mới được nhỉ. Đánh sớm đi 147 chẳng hạn xem ạ. 211 hay 147 nó vẫn thế. Thư viện với cái mũ mình có rồi mà. Ê, đây chỉ có mỗi khiên này thôi. Seven không, khiên. Tao không nhìn thấy kiếm thiên thần đâu nhỉ? Kiếm thiên thần đây à? À có rồi. Giày, áo titan. Ra đấm vô rồi. Đấm vô giống như mình đang mang chim lửa. Thiên. Cảm giác mà mỗi cái khiên này là đủ rồi, cũng chả cần đồ nữa. Cảm giác nó cũng ít bóc rồi. Ừ đúng rồi, ít bóc dã man thôi. Xong tách nhiều tí nhỉ, tách chuối thế. Con này ra đập à. Rồi, rồi. Mày đấy. Mày đấy. Kiểu cái áo với cái giày nữa. Ừ, hết rồi. Lại về thôi vậy. À quên bảo xây mắt vui level mà quên mất. Mà xây mắt vui level 211 họ sang kịp không nhỉ? Họ chỉ một ngày họ sang rồi. Tầm 211 là họ sẽ đứng. Họ ngày thành 211 là họ đi gom quân. Xong rồi cuối ngày 211 họ sẽ đứng ở cái chỗ cái thành kia. Xong họ ra là vừa. 212 là họ đến rồi. Nếu mà xác định gom quân thì phải mất 3 ngày. Nếu lấy cả Cyclop lẫn lấy đâu. Chim lẫn gấu. Phần lấy mỗi chim thôi là được. Gấu thì lấy trong thành. Thành là 2 con default với 4 con là 2 con mỏ là 4 con. 8 thế con. Là quá đủ. 8 thế con là quá mỏ đủ. 2 con là 10 con một tuần. Tuần mai là có 24 con gấu. Vừa thì sợ không có tiền ấy. Kiểu gì chả có. Đồ thì mình có hết đồ ngon rồi, giờ không bóc cũng không thấy. Giờ mình sẽ bóc rồi. Không có đấy, luôn ấy, tất cả những chỗ mình đi qua giờ còn mỗi cái này. Mai về đây thử ra đấy xem mà. Nó bóc toàn ra con thần đất với thần lửa. Chả thừa tiền. Nhà giàu mà, đúng không? Bóc nắm hết phía họ rồi. Nắm hết viên cái giải này rồi. Chỗ này mình chưa mở được này. Bởi vì lúc nãy là con knowledge ít quá. Ra đây cầu đồ của knowledge của mình cũng ít. Từ 25 mới đủ, nhặt kiếm thần với hiện thần bây giờ mới đủ. Ơ anh thử xem chỉ số họ nào. Đây họ đang sang rồi. Rồi họ đến nơi này. Cơ bản là
Phong để thằng này xây cái nhà phượng up lên, à xây cái nhà con kia up lên. Con hậu á? Ừ, con hậu up. Hậu Phong up phải xây mắc vui level 2 mới xây được. À bây giờ ra đây thì cũng chịu rồi. Thôi nhường một ngày đi. Nhường nó mất thành mít đấy. Thì mất thành mít thì cũng đừng đấy, bây giờ chưa up được hậu thì cũng gãy mà. Thế cho anh không về đấy anh lấy quân không anh hẵng đi. Để anh đi. Đây từ từ. Vớt vát được cái gì, vớt vát hết. Phải vớt thôi, ôi lại. Rồi, được rồi, con này để đây. Con này đứng đây, con này đứng đây, con này đứng đây. Ôi mày quá đáng hỏi. Nào cái bóc nào nữa không nào. À đây. Em đang bảo anh bị nhặt cái trừ cái cấm mora kia. Cái này à? Thành chim lửa. Thành chim lửa biết đâu họ lên đây bỏ ship. Lại nó lại con chim lửa. À con chim phép lại giật được hai giật. Để xem có cái tú được. Nào, gỡ thêm tí nữa nào. Gỡ. Con như này mà lúc ấy con rồng đen nó hỏi mà bọn này lại đánh thảo thật đấy. Rồng đen chắc có pack rồi, bọn này là hot à là thương này. Số bị lệch có à đâu quân số quân quân chất lượng quân nó khác ấy. Đúng rồi, quân thành chim lửa chỉ được cái đánh nhanh thôi, mình đánh nhanh không được, cái đánh chậm là coi như thua. Để mà đối phương lên được quân chủ lực cái thành chim lửa này, nếu mà đập nhau tay bo này không, mình phải nhặt được nhiều bốc. Nhặt được đúng rồi nhiều nhiều tí, nhiều bốc hậu một tí thì đánh được, đánh được. Toàn bốc quý. Toàn bốc quân speed 6. Chạy 3 tơ mới đến. Lóc ca lóc cóc lóc ca lóc cóc. Với cả ít ít bốc ạ. Còn cái chỗ khoảng đen này nữa. Trong máy chắc cũng gỡ được ít bốc rồi. Cũng trả được bao nhiêu, chỗ này chắc cùng lắm, mình đỏ lắm thì 3 bốc. Chùa thế. Mai cố áp con hậu lên vậy. Ba tài nguyên các loại. Rồi hết lực rồi. May quá. Xem nào. Con này đổi bớt ra. 1, 2. 1, 2 và cái tiền đấy con nắp. Ui dồi ôi, trả được bao nhiêu. Rẻ nhỉ. Trả được bao nhiêu. Nhìn cũng khỏe đấy. Nhìn cũng ra gì. Nhìn cũng ra gì đấy. Cũng thờ đo con thần lửa. Thờ đo con thần lửa với cả lót luôn tí đấy. Thủ ít thế kia, búa à? Búa làm gì có 9 thủ nhỉ? Đứng trong thành, đứng trong thành, đứng trong thành xây xịt từ đâu đấy. À ha. Tao đánh họ gì thì có thành rồi. Xem nào. Được. Ờ nhưng mà họ có nước, họ
teleport vào thì cũng thế. Ừ. Thì chấp nhận thôi, đen thôi. 4 con hậu đánh cái 6 con này đánh cái gì? Lại có tranh thủ ở đâu được 15 vịt thế kìa. Chắc ở đất bên cạnh. Come on baby. 79 con. 9 kim khác. 22 con gấu kia vấn đề. Ừ đúng rồi, gấu là vấn đề nhất. Bảy con. Đâu rồi? Sao thế? Chết cái gì ạ? Chết một gấu rồi. Ừ, chắc chết một gấu rồi. Nhặt được con chim lửa lấy speed thì đánh con kia chết. Đen. Thế là mình vẫn đi trước đúng không? Kiểu gì mình chả đi trước. Nhưng mà nếu mà họ nhặt được con chim lửa kia, họ đeo cái nhẫn speed kia vào thì họ đi trước mà. Ừ, họ công họ đi trước. Hai bảy chín hai mươi tu bay về này, kiểu diễn bay về. Kiểu diễn lại bay về xem. Tính tính 70 mấy con chim sét tới 80 mấy con chim sét mà sợ. Ây à. Em sợ nhất họ có lông thôi. Chiến thuật đang check đồ. Nhớ đừng quên cái vòng kháng bê sách nhà mình nhá. Không cần cái vòng đấy. Chim lửa đi chết. Gấu ấy còn đứng gần chim sét cái kia nữa thì vui quá. Lại còn cả chó đứng gần luôn ạ. 3 con speed cao nhất đứng gần nhau thì con gì dispel. Đấy vẫn phải tách ra ngay. Con chim lửa. Đánh luôn kia chết. Anh thì chỉ đến con, anh thì chỉ đến con chim chết chứ bao nhiêu con? 23 con. 23 thì gần 40 con thôi. 37 con. Đúng rồi. Nếu mà anh có bạn mình con chim chết kia, xong rồi có cái nhẫn speed đấy là tấn công đi công cũng kiểu gì chả đi trước. Thì tuần nếu mà giờ xét con chim xét thì tuần sau họ tên lấy bot con không, gấu kia vào được. Gấu không vào được, họ có tên lấy bot mà tên lấy bot nhưng không vào được không? Xem đang tính xem mà giật con này hay giật con này.
Để em cắt protect lên, không có teleport đâu à? Thế à? Thật á? Thật đấy đùa? Thôi thế thì đấm con tí ấy, đấm con không con kia đi, tí họ cắt protect lên lại khó đánh. Con này thì. Trừ khi lên Moran. Moran mục 1. Họ không có leadership. Để chết đi. Tiễn đẩy con vịt à, không có tên boss thì thôi không phải đẩy. Không mình đẩy đến hận con hậu mình đẩy đến đây được. Tí họ có xếp mà, họ không có xếp mà. Con sau bút. Em không có sách nước đâu. Em không có sách nước đâu. Ơ, bịp à? Bịp, vãi trưởng. Bịp rồi, đấm bịp thế. Hết rồi. Bịp thế. Ơ, anh đấm phản con gấu đi. Đấm hết rồi. Đấm rồi, tí cho 100 kia xong đấm. Bịp thật. Anh được con chim xét đúng không? Giật cái này. Anh được con chim xét. Ừ. Ờ đúng rồi, từ anh được. Bịp thật đấy. Bịp thật sự. Rồi con dấu cậu chạy đi đâu? Hello. Luôn. Họ sai rồi. Hello. Họ tê lê con gấu. Bị ủ đò rồi. Đáng nghe tôn đấy phải búp protect trước. Xong rồi mới tê lê sau. Hello. Đúng rồi, phải lên protect trước. Rồi hãng tê lê sau, tự nhiên lao vào. Hello. Hello. Mình cũng biết cái bài hiến tế này rồi. Đứng đây để cho con đánh em mấy ông tây từng bài suốt hiến tế. Hello. Một chín mấy con này đấm chết luôn mà, đấm chết 130 kia luôn mà. Mình còn nhẫn chồng ấy hiến tế mà. Ừ. Tôi không muốn tặng. Còn đâu. Nghe biết vậy em deck quick combat cái con ấy nữa, cái con quick biết vậy đánh tay chết vào. Còn điều mà dịch. Lúc ấy cắt cái gì ấy con. Trọng em ấy, em bị mất con chim lửa. Mất con chim lửa là đúng rồi. Tôi tìm mới thắng được chứ. Tôi tìm một cơ hội đánh lật kèo tới chứ. Ai lại. Nhưng mà đi trước em cắt protect lại là hết set dây luôn này. Đúng. Nhưng mà kể ra mình chịu một phát set dây. Chịu một phát set dây đầu tiên. Mất 7 con đấy đúng không? Vẫn cắt protect lên trước vẫn đánh được mà. Tự nhiên lao con đấy vào. Đúng rồi. Cơ bản là em không nghĩ là bác có cái nhẫn hiền tế. Đấy nhẫn cấm hồi sinh thì phải dùng ngay như tướng thành đâm. Tướng thành gấu nổi tiếng phép lửa mà. Cái gì? Tướng thành gấu bao giờ cũng nổi tiếng lửa là bút cát rất nhiều cho thành gấu. Nhiều hơn nước, không học lửa. Bút lốt các thứ này. Không học lửa đâu. Đầu phết đấy. Đánh cái thành của bác toàn quân kháng mai spell học lửa gì? Đâu mai spell đâu, tự ví dụ như là gấu em nó trận chiến ấy mấy cái phép như kiểu là bút lốt này rồi cái gì nhỉ? Mấy ai cắt được cái phép đấy thì bác cắt được cái phép đấy thì thà cắt cắt bố nó sẽ dây hoặc khiến lửa chẳng hạn, khiến lửa vào lao lên đấm chẳng hạn, ai biết đâu. Không, cái lửa không ngon đâu. Mấy cái phép đấy cái trái cát bao giờ. Được rồi. Từ khi hết phép rồi.